Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nhân viên y tế giáng chờ trí nhớ của Thủ tướng hồi phục. Nhân viên y tế nhiều nơi đã bị nợ lương nhưng không phải nơi nào họ cũng dám xuống đường để biểu tình như ở bệnh viện Tuệ Tĩnh ở Hà Nội. Nhà báo Trần Văn có bài bình luận hiện tượng này trên trang Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề "Nhân viên y tế hãy giáng chờ trí nhớ của ông Thủ tướng hồi phục". Không chỉ có nhân viên y tế ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh của Hà Nội, mà nhân viên y tế của Bệnh viện Đa Khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cũng bị thiếu lương. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ khoản lương bị thiếu của nhân viên y tế ở Quảng Nam chỉ mới bằng một nửa. Khoản lương mà nhân viên y tế ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị thiếu là 8 tháng. Giống như các đồng nghiệp ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh, những nhân viên y tế của Bệnh viện Đa Khoa ở Quảng Nam cũng đang phải vật lộn để sống còn như bán hàng online hay xin thôi việc để đi tìm việc khác. Đây là hình ảnh y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa Khoa Trường Cao đẳng Y tế ở Quảng Nam bị nợ lương suốt 4 tháng, khiến cuộc sống chật vật, không dám nghĩ đến Tết. 4 tháng có lẽ chưa đủ dài, mới mức độ khốn khổ chưa đủ lớn, nên nhân viên y tế ở Quảng Nam cũng chưa dắt nhau ra đường, căng biểu ngữ kêu cứu giống như các đồng nghiệp ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa làm cách đây vài ngày. Nguyên nhân chính dẫn đến việc nhân viên y tế cả hai bệnh viện vừa kể không được trả lương là vì đại dịch COVID-19 đã khiến những bệnh viện này không có bệnh nhân xin nhập viện để điều trị chuyên khoa nên không thu được viện phí. Giống như giáo dục, y tế cũng được xem là phúc lợi công cộng. Song tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống thể hiện công quyền có thể phóng tay chút ngân sách chi cho đủ thứ trời ơi đất hỡi, kể cả cổng chào, tượng đài. Nhưng giáo dục và y tế thì bị buộc phải tự cân đối. Nghĩa là dù muốn hay không, viên chức giáo dục, nhân viên y tế vẫn phải bóp nặng đồng bào, không muốn hoàn cảnh. Như vậy nhưng cuối cùng họ vẫn phải ráng mà làm, chịu tình cảnh như Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện Đa Khoa thuộc Trường Cao đẳng Quảng Nam. Không phải tự nhiên hồi hương. Hồi thượng tuần tháng 11 năm ngoái, khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại đợt 2 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, bà Phạm Khánh Phong Lan, một đại biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội khóa 15 đã lặp lại điều mà nhiều người từng nhận định rằng hậu quả thê thảm của đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam là do đầu tư cho y tế cơ sở chưa thỏa đáng. Y tế là nền tảng đảm bảo sức khỏe của toàn dân, thiếu đủ thứ, kể cả nhân lực, chính sách thì chắp vá. Lúc đó có thể do hậu quả của đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam còn nóng hổi, không tiện phủ nhận trách nhiệm cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng chưa bao giờ xem sức khỏe của nhân dân là nghĩa vụ của mình. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã từng nói rằng chúng ta có thể mua nhanh trang thiết bị, nhưng đào tạo nhân lực như đào tạo bác sĩ ít nhất phải 6 năm. Tôi lo nhất là đào tạo nguồn nhân lực ngành y, thời gian tới phải tập trung đào tạo nhân lực. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Giờ Việt Nam đã chuyển sang trạng thái bình thường mới. Dân chúng đã nguôi ngoai về hậu quả, ông Thủ tướng Việt Nam thì lại bận trăm công ngàn việc. Dường như nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh và Bệnh viện Quảng Nam không phải là nhân lực của ngành y tế, nên ông Chính và đảng của ông, chính phủ của ông không cần lo, không cần tập trung hay sao? So chuyện nhân viên y tế đã bị nợ lương với tuyên bố của ông Chính, có lẽ sắp tới là tương lai không xác định được, nên ông Thủ tướng không cần phải nhớ lời đã nói làm gì. Khi hệ thống chính trị có một ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội và hệ thống công quyền có một ông Thủ tướng như ông Chính, thì những tuyên bố cam kết về cải tổ chính sách đãi ngộ của nhân viên y tế, ngăn chặn tình trạng nhân viên y tế thi nhau bỏ việc sẽ còn được lặp đi lặp lại nhiều lần với đơn vị tính là thập niên. Chẳng có gì lạ khi Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin Bộ Y tế đã tạm ứng tiền để trả lương cách nay 2 tháng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được đồng nào. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tích lũy được tới 29.000 tỷ đồng từ tiền cho người lao động và nơi sử dụng lao động trên toàn quốc đóng góp, rồi lại đem 29.000 tỷ đồng ấy mua cổ phần góp vấn cho vay theo kiểu bị kiểm toán nhà nước đánh giá là tất cả đều chưa rõ ràng, minh bạch, khó có khả năng thu hồi vốn, nhưng dứt khoát không chịu chi đồng nào để hỗ trợ cho các nhân viên y tế đang khốn khó. Đây là hình ảnh nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh Hà Nội xuống đường biểu tình vì bị nợ lương suốt 8 tháng.
Vào lúc này, do Bộ Y tế chưa thể giải quyết được chuyện trả lương cho 160 nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Công đoàn ngành y tế, thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang van vỉ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tập đoàn, tổng công ty của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đóng góp để hỗ trợ mỗi nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh khoản tiền là 2 triệu đồng vì Tết âm lịch đã cận kề. Chỉ khi nào trí nhớ của ông Thủ tướng đủ tốt, Thủ tướng luôn nhớ là đã tuyên bố tiếng gì. Có lẽ những chuyện vừa bi vừa hài như thế này mới có thể giảm. Nhà báo Trần Văn đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Việc nhiều, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, thiếu cơ hội nâng cao tay nghề và lý do đã khiến hàng loạt nhân viên y tế cơ sở xin nghỉ việc. Trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin gây chú ý. Vào năm 2020, có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chỉ 10 tháng đầu năm 2021 đã có thêm 968 trường hợp xin nghỉ việc. Đây là hình ảnh, theo Tổng Giám đốc Việt Á tự khai, thì tiền Hoa Hồng đã chi trong vụ bán kit xét nghiệm là 800 tỷ đồng, cho thấy rằng các lãnh đạo ngành y mỗi khi quyết định chi tiền mua vật tư thiết bị luôn có khoản tiền hối lộ rất lớn, trong khi nhân viên trong ngành lại không được trả lương đủ cho sinh hoạt mỗi ngày. Cũng theo phân tích của bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng, bác sĩ và một số ở trạm y tế bởi phần lớn vì lý do cá nhân, gia đình. Tuy vậy, khi chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, nhiều nhân viên y tế, đặc biệt là đang công tác tại tuyến y tế cơ sở cho rằng họ đang phải chịu một áp lực công việc quá lớn, trong khi mức lương nhận được chưa tương xứng. Vào đầu tháng 7 năm 2021, anh B, nhân viên y tế công tác tại một trạm y tế ở huyện Bình Chánh, nộp đơn nghỉ việc sau gần 4 năm gắn bó với nghề. Từ một người vốn quanh năm thăm khám bệnh, tiêm chích cho người bệnh, giờ đây anh B đã chuyển qua kinh doanh tại nhà. Nhớ về nơi mình từng gắn bó, anh tâm sự. Dân số đông không tả nổi, trong khi nhân viên y tế rất hạn chế. Chúng tôi thường phải chia thành nhiều ca trực làm việc triền miên. Một người cùng lúc phải đảm nhận rất nhiều vị trí mới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đi sớm về muộn là chuyện thường, hầu như ai cũng nếm trải. Ngoài áp lực thời gian công việc, gần 4 năm qua, mức lương mà anh nhận được chỉ từ 5,5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể một thời gian dài trước đó, mức lương chỉ ngó ngách có 4 triệu đồng mỗi tháng. Bác sĩ Trương Thanh Tùng, trưởng trạm y tế Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, nơi chỉ có 10 nhân viên y tế, đã phải gánh gần 170.000 dân, tức là xã có số dân cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng mặc dù đã gắn bó với trạm y tế 20 năm nay, nhưng đến nay lương của ông chưa đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đây là hình ảnh nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ chống Covid-19 liên tục suốt 10 tiếng trong ca trực. Thậm chí trong trạm còn có điều dưỡng chỉ hưởng mức lương có 4,2 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lương như trên, bác sĩ Tùng bảo đã vô tình đẩy các nhân viên y tế rơi vào muôn vàn khó khăn. Ngoài công hiến thời gian cho xã hội, họ phải chất chiêu, chi ly, tính toán về tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, nuôi dạy con cái. Chính điều này cũng ít nhiều làm nhân viên y tế không còn mặn mà với nghề. Ông Tùng nói và cho biết thêm, các nhân viên trạm y tế đã nhận được tiền hỗ trợ chống dịch đợt 1 từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021. Tất cả đều được hưởng như nhau. Tuy vậy, với số tiền hỗ trợ chỉ có 10 triệu đồng mỗi người trong vòng 3 tháng chống dịch căng thẳng, cộng với mức lương thường ngày thì có khả năng khiêm tốn so với công việc trách nhiệm của mỗi người. Chia sẻ thêm về vấn đề này, một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện công ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không ít người từ bệnh viện công ra làm bệnh viện tư với mức lương và chế độ đãi ngộ cao hơn hoặc để làm đúng chuyên ngành mình yêu thích. Còn đối với ngành y tế cơ sở như trạm y tế quận thì ngoài việc thu thập, cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ cũng khá xa xăm, khó có thể nâng cao tay nghề. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Cửu Vạn Đỏ. Sự kiện hai ông chủ của hai tập đoàn Tân Hoàn Minh và FEC với những hành động đáng chê trách gây nhiễu loạn thị trường vẫn đang khiến dư luận không ngớt bàn tán. Tác giả Lý Trần đã soi chiếu những đại gia như Kiên Đầu Bạc, Vượng Vin, Quang Man San, Quyết, FEC, Lam Phá Rừng thuộc Sun Club v.v. và xem họ như những cửu vạn đỏ trong bài bình luận đăng trên báo Tiếng Dân.
Cửu Vạn là một quân bài mang dáng của người khuân vác trong trò chơi bài dân gian cổ. Do vậy, người làm việc khuân vác thường được gạt cho cái tên này. Khuân vác cũng là một cái nghề như bao nghề khác, kiếm sống lương thiện bằng sức lực của chính mình. Song Cửu Vạn đỏ là một chủng khác làm xấu mặt những người phụ khuân vác lương thiện. Những đại gia như Kiên Đầu Bạc, Vượng Vin, Quang Man San, Quyết FEC, Lam Phá Rừng đều hiểu mình làm thế nào và nhờ ai để có thể trở nên giàu có. Con đường thành đại gia của tất cả họ đều bằng đút lót, hối lộ và cấu kết với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tài sản của những người giàu chứng khoán Việt Nam vẫn tăng mạnh trong năm 2021. Chúng đã thành thạo công nghệ này tại những nước hậu Cộng sản như Nga và các nước Đông Âu khác khi chế độ độc tài Cộng sản sụp đổ nhưng thay thế bằng chế độ độc đoán khác, thối nát và tham nhũng. Đó là lý do vì sao chỉ những con sói Đông Âu mới thành công ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi có ý định đầu tư, cá nhân nào không chịu đút lót, hối lộ, vân vân, không chịu làm Cửu Vạn đỏ cho quan lại của Đảng Cộng sản, thì đừng quên tấm gương của ông Trịnh Vĩnh Bình, người trải qua tù tội biết bao sự đầy đọa trước khi thắng kiện chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất đồ tể và chấn lột. Với sức mạnh của truyền thông công dân, những người lao động bình thường tại Việt Nam ngày nay cũng ngày càng hiểu biết hơn về sự cộng sinh giữa chính quyền và tội phạm. Họ đều hiểu rằng sự giàu có của bọn đại gia ở Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ mối quan hệ này với đích là bòn rút tài sản công và tài nguyên của đất nước. Đây chính là tài sản của nhân dân, đáng nhẽ nó phải thuộc về nhân dân. Để đảm bảo công việc cướp, cướp nữa và cướp mãi, bọn đại gia này thúc đẩy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, đàn áp những tiếng nói chống lại bất công, bịt miệng người dân và đẩy họ vào cảnh tù tội. Loại cộng sinh mafia ngày nay tại Việt Nam đã nay mang màu sắc đỏ, còn nóng hổi là hiệp đồng tác chiến hoàn hảo hoặc là trận đánh đẹp của Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y, Bộ Y tế, Tuyên giáo với Việt Á. Chúng kiếm tiền trực tiếp trên tính mạng của người dân bằng cách cho phép nhập thuốc ung thư giả, bằng test kit giả vân vân và bằng đạo đức giả. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Quân y rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng sau đó và báo Tuyên giáo Đảng tung hô về chất lượng cũng như nổ láo rằng được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới vân vân. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối và từ đây hàng nghìn, hàng chục nghìn nhân mạng người Việt Nam đã phải ra đi. Họ dã man như vậy. Các sử gia tử tế của Việt Nam hãy ghi lại việc làm khốn nạn này của thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh những tội ác khác chống lại nhân loại như cải cách ruộng đất, nhân văn giải phẩm, Mậu Thân 1968, Đồng Tâm năm 2020, vân vân. Đây là tội ác, tội của bọn đại gia một thì tội của bọn quan chức cộng sản gấp 10. Song, sự cộng sinh thường mang tính thời vụ. Một khi những ông chủ quan chức cộng sản và bộ máy cộng sản đã khai thác đủ nhóm đại gia này, họ sẽ xây dựng đội ngũ mới. Đánh hơi thì sự bất an, thời gian gần đây các đại gia Việt Nam bắt đầu có những hành vi của kiến trên chảo nóng. Chúng cảm thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sắp áp dụng bài học cùng hưởng thụ, học từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên bắt đầu có những động tác được hiểu là tẩu tán tài sản, bắt đầu vào Vượng Vin rồi quyết còi. Bài học nuôi béo để thịt có từ thập niên 1970 đến năm 1980 vẫn còn nguyên tính thời sự ở chế độ độc tài chấn lột này. Người thì gọi bọn này là bọn bò sữa đỏ. Khi bình thường chúng cấp sữa cho các ông bà chủ và được chăm bẵm bảo kê tưởng như không có ai có thể động đến. Kẻ bảo kê cho chúng tất nhiên phải là bọn quan lại của Đảng Cộng sản có thế lực, quyền hành, nghiêng nước, nghiêng trời. Song khi có sự, chính những kẻ từng là ông chủ của chúng sẽ thí mạng chúng vì không bao giờ ông chủ hy sinh vì con bò cả. Không có con này để vắt sữa thì sẽ có con khác tới đây. Người khác thì bảo bọn này mang tính kiếp Cửu Vạn đã cúc cung tận tụy, khuân của ăn cắp về cho chủ, nhưng số phận sẽ không khác những con bò sữa nói trên. Có lẽ về hình tượng này khá phù hợp bắt đầu từ ông Kiên Đầu Bạc. Kiên cũng chắc mẩm khi bị vướng vào vòng lao lý thì ắt sẽ có bề trên che chở, nên ông ta còn tỏ ra rất ngạo mạn tại tòa. Kết cục thế nào thì hỏi quy luật pháp luật vừa qua cũng đã nói.
Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Kiên, hay còn gọi là Bầu Kiên, đầu bạc, hiện còn đang ở trong nhà tù với án 30 năm tù giam. Còn Phan Quốc Việt là của Việt Á, liệu có bảo toàn được tính mạng hay không cũng đang là câu hỏi. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng này luôn bảo vệ cán bộ của nó, nhất là phe phái của nó đang mạnh trong Đảng Cộng sản. Và mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu của tay kiểu vạn này mà thôi. Khi có quyết định làm kiểu vạn cho bọn Cộng sản ăn cắp thì phải hiểu rằng sẽ có ngày làm thân con tốt để thí. Kiểu vạn sẽ chết dục trong tù hoặc đột tử vân vân vì ngã hay vì bệnh lạ. Chỉ một chút Plutonium hay Novichok của đồng chí Putin cho là xong. Đồng chí với nhau như Bá Thành, Đại Quang vân vân mà còn mất mạng vì tranh giành quyền lực, huống hỉ rồ mấy tay kiểu vạn này. Có điều đau xót là người dân Việt Nam vẫn mãi mãi chỉ là đối tượng để bị cướp bóc của chế độ Cộng sản khi băng nhóm này sang tay cho băng nhóm khác. Và liệu đây có là bài học cho những tay kiểu vạn hay bỏ sữa đỏ đang cùng bọn quan tham phá tan nước Việt Nam, đầu độc xã hội về mọi mặt và hành hạ dân Việt Nam hay không? Chính bọn kiểu vạn đỏ này cùng với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, công an, quân đội được phép kinh doanh đang thao túng toàn bộ chính quyền của Đảng Cộng sản và mặc sức tàn phá đất nước và đàn áp dân chúng. Còn sự cai trị của Đảng Cộng sản, còn Đảng Cộng sản cùng với quân đội và công an làm kinh tế thì sẽ còn mãi những bí thư Tất Thành Cang, các tướng như Phùng Quang Thành, Nguyễn Văn Hiến, Phan Văn Vĩnh, vân vân. Và tất nhiên khi còn lũ quỷ đỏ hút máu của dân ấy thì sẽ còn mãi những Đoàn Văn Vơn, Đặng Ngọc Viết, những dân oan Đồng Tâm, Dương Nội, vân vân. Cũng sẽ còn tiếng thét trước tòa rằng đào đảo Đảng Cộng sản của Cấn Thị Thêu cùng những người nông dân hiền lành buộc phải đứng dậy để bảo vệ gia đình mình trước cường quyền. Tác giả Lý Trần đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu hô đào đảo Cộng sản khi kết thúc phiên tòa gần đây. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lương Vĩnh Kim bình luận vụ hai ông chủ tập đoàn đã làm xấu mặt doanh nhân trong bài viết với tựa đề Một tầng lớp sinh non. Bài viết ghi rằng doanh nhân Việt Nam là tầng lớp thua thiệt so với doanh nhân nước ngoài về nhiều mặt. Thua về vốn, thua về công nghệ, thua về quản trị, thua về trí tuệ và đặc biệt là thua về văn hóa doanh nhân. Tâm thư của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Tân Hoàn Minh gửi cho 16 cái gạch đầu dòng cho thấy sự nịnh bợ thần thánh này hơn cả những bà lên đồng vái lạy tứ phương. Nó là đỉnh cao của văn hóa nịnh bợ chính quyền của tầng lớp doanh nhân hiện nay. Cũng có một vài người bạn doanh nhân nịnh bợ quan chức chính quyền một cách lạ lùng. Họ treo hình ảnh chụp chung của họ với một số ông quan to bà lớn trong phòng tiếp khách ở phía trên, ngay sau lưng chỗ ngồi của mình. Thoạt nhìn cứ tưởng đó là cha mẹ họ, hễ có dịp là họ xuất hiện cặp kè bên cạnh nhân vật quan to. Có người thì hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà hàng nào đó để tiếp đãi các công chức, đặc biệt là các công chức đang trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nhìn cách họ khoe khoang tiếp đãi quan chức chính quyền, nhận ra rằng một tâm hồn yếu đuối ẩn giấu đằng sau chiếc áo doanh nhân. Doanh nhân Việt Nam hiện nay được coi là một tầng lớp sinh non. Thời Pháp thuộc, tầng lớp doanh nhân Việt Nam rất nhỏ bé. Ở miền Bắc sau năm 1954, tầng lớp doanh nhân Việt Nam bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm cải tạo công thương nghiệp. Đây là hình ảnh hồi cải cách ruộng đất năm 1954, doanh nhân Nguyễn Thị Năm hay là bà Cát Hạnh Long, người dốc hết tài sản ra ủng hộ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị chính đảng này xử tử sau đó. Ở miền Nam, sau năm 1975, tầng lớp doanh nhân cũng bị đánh què gần như tê liệt hoàn toàn sau khi các chiến dịch đánh tư sản và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Từ sau đại hội lần thứ 6 năm 1986 mới bắt đầu manh nha chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng phải đến sau năm 1990 mới có nhiều người mạnh dạn bỏ vốn ra để làm ăn. Thời kỳ từ năm 1986 đến năm 2000 như là thời kỳ doanh nhân trưởng thành trong bụng mẹ, chưa được khai sinh. Có thể coi ngày 1 tháng 1 năm 2000, luật doanh nghiệp Việt Nam có hiệu lực là ngày khai sinh tầng lớp doanh nhân Việt Nam mới. Tầng lớp doanh nhân Việt Nam sinh sau đẻ muộn và tầng lớp bị sinh non, phần đông là siêu nhỏ, siêu mỏng, buôn thúng bán bừng. Một số doanh nghiệp lớn thì hầu hết hoặc là có bóng dáng nước ngoài thâu tóm, hoặc là có tham gia vào quá trình ăn chia tài sản nhà nước, mà chủ yếu là ăn chia đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Chính sách công nghiệp hóa đất nước Việt Nam cho đến nay là thất bại.
Việt Nam không có sản phẩm công nghiệp xứng tầm. Quanh như còn lại chỉ xuất khẩu thô các sản phẩm nông ngư nghiệp. GDP bình quân đầu người Việt Nam có tăng so với thời kỳ chỉ trồng lúa nhưng đất nước thì không phát triển. Luật sư Lương Vĩnh Kim đã nêu ra nhận định của mình như vậy.